của OBS. Và như các bạn đã thấy thì đây là giao diện của phần mềm OBS Studio mới nhất trên máy tính Windows 10. Và trước khi livestream thì chúng ta sẽ cần setting phần mềm OBS Studio để chúng ta có thể livestream được một cách mượt mà, không bị giật lag và phù hợp với máy tính của các bạn hơn. Đầu tiên trên phần mềm OBS Studio hiện ra thì các bạn sẽ nhấn vào nút File, sau đó chọn vào phần Setting. Cửa sổ Setting hiện ra thì chúng ta sẽ tùy chọn ở bảy menu ở bên trái như sau. Ở phần General đầu tiên thì các bạn có thể tùy chọn ngôn ngữ ở mục Language, các bạn có thể chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Ở đây thì mình sẽ chọn là ngôn ngữ là tiếng Anh. Ở mục Theme thì mục giao diện của phần mềm OBS thì các bạn có thể tùy chọn ở đây. Ở đây thì mình sẽ để giao diện Dark, giao diện mặc định. Tiếp theo ở các mục còn lại thì các bạn sẽ để mặc định, các bạn không tùy chọn gì những cái mục dưới này cả. Chúng ta sẽ sang menu Stream. Ở phần menu Stream này thì ở đây OBS Studio có tích hợp cho các bạn rất nhiều dịch vụ, cài đặt sẵn máy chủ livestream để các bạn có thể livestream trên Twitch, YouTube, Facebook, Gstream, Twitter. Tuy nhiên ở đây thì mình khuyên các bạn không nên chọn vào các stream service có sẵn nào khác, mà các bạn chọn vào mục Custom cho mình. Trên OBS Studio mục Custom thì chúng ta có thể tùy chọn được cả hai thông số là server và stream key. Tiếp theo sang mục Output. Mục Output là phần setting quan trọng trên OBS Studio để chúng ta sẽ livestream trên YouTube. Ở phần Output Mode, các bạn sẽ chuyển từ Symbol sang Advanced để chúng ta sẽ tùy chỉnh nâng cao trên phần mềm OBS Studio. Tại đây ở tab Streaming đầu tiên, ở mục Encoder, trên phần mềm sẽ tự động mặc định là chọn là X264. Nếu máy tính của các bạn yếu thì các bạn hãy để mặc định. Còn với trường hợp các bạn sử dụng các đồ họa mạnh, các bạn có thể tùy chọn là Quixin H264. Hoặc trong trường hợp của mình thì mình đang sử dụng các đồ họa NVDA, nên mình sẽ chọn phần là NVINC H264 New để chúng ta sẽ có thể được hỗ trợ giải mã tín hiệu tốt hơn. Tiếp theo ở mục Gscale Output, mình sẽ tích chọn vào đây và chọn độ phân giải đúng màn hình mà các bạn đang dùng. Ở đây thì phần mềm đã tự động lấy độ phân giải màn hình các bạn đang dùng. Và nếu như các bạn chưa biết cách kiểm tra độ phân giải màn hình các bạn đang dùng thì các bạn sẽ click chuột phải vào màn hình desktop, các bạn chọn vào phần Display Setting. Sau đó các bạn nhìn thấy mục Display Resolution. Ở đây mình đang sử dụng màn hình có độ phân giải là 1920x1080 chuẩn Full HD. Nên ở phần mềm OBS Studio ở mục Gscale Output mình sẽ chọn là 1920x1080. Các bạn có thể tùy chọn các độ phân giải màn hình khác ở đây. Tiếp theo ở mục Rate Control thì các bạn để mặc định là CBA. Ở mục Bitrate, nếu mạng của các bạn ở mức trung bình khá thì các bạn nên để bitrate là 2500. Nếu như các bạn sử dụng mạng Internet mạnh thì các bạn có thể để đến 5000 để chúng ta sẽ livestream được chuẩn Full HD là 1080. Nhưng ở đây thì mình sẽ để mặc định là bitrate là 2500 thì mình có thể livestream được trên YouTube ở chuẩn HD rồi. Thông số tiếp theo thì các bạn để mặc định cho mình. Sang tab Recording thì ở mục Recording Path này các bạn có thể tùy chọn đường dẫn để chúng ta sẽ lưu file video sau khi chúng ta quay xong. Đây thì mình sẽ để mặc định vào C, phần User và Video. Các bạn cũng có thể tùy chọn sang một đường dẫn khác tùy theo cách của các bạn. Tiếp theo ở phần Recording Format thì mình khuyên các bạn nên chọn ở đây là phần chọn MP4. Nếu các bạn chọn MP4 thì các bạn có thể lưu được file video có chất lượng đẹp và nhẹ hơn. Tiếp theo ở phần Encoder thì chúng ta sẽ chọn NVIDIA NVINC H264. Các thông số tiếp theo thì các bạn để mặc định cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ sang tab Audio. Ở Audio thì các bạn có thể để mặc định. Mục Replay Buffer thì các bạn sẽ để mặc định cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Audio. Tại đây hỗ trợ nhiều đường mic vào, các bạn có thể tùy chọn các đường mic hoặc các bạn có thể để mặc định để OBS Studio tự nhận diện micro được cài đặt mặc định trên máy tính. Tiếp theo chúng ta sẽ sang tab Video. Tại mục Video này thì ở phần Bay Resolution thì chúng ta sẽ chọn đúng độ phân giải màn hình đang dùng. Ở đây mình đang sử dụng màn hình có độ phân giải là Full HD 1920x1080. Tiếp theo ở mục Output Resolution, đây thì mình cũng chọn